Hello IELTS learners, I'm Hannah from IELTS Hannah. Xin chào các sĩ tử IELTS, cô là Hannah. In this video, I'm gonna give you some sample answers and detailed analysis so that you can make your own answers. Và trong video ngày hôm nay thì cô sẽ cho các bạn một vài đáp án mẫu cũng như là phân tích chính thuật. Từ đó các bạn có thể tự đưa ra câu trả lời riêng của mình. And here's the first topic in IELTS Speaking Part 1. Memory. There are four questions that you might be asked in the real test room. Dưới đây là đề tài về memory. Có bốn câu hỏi các bạn có thể được hỏi trong bài thi IELTS, có thể là chắc chắn luôn. But first of all, let's learn different ways to talk about memory. Trước hết thì chúng ta sẽ học những cách diễn đạt đồng nghĩa, những cách diễn đạt khác nhau để nói về trí nhớ ha. Như trong đây các câu hỏi mình thấy là gì? Có trí nhớ tốt ha. Và việc nhớ lại điều gì đó ha, từ memory và memorize được nhắc lại trong bao nhiêu lần. Thì trước hết chúng ta sẽ học các cách diễn đạt đồng nghĩa và mở rộng từ vựng liên quan đến đề tài này. If you have good memory, you could say I have a naturally good memory or I have an innate ability to memorize things. I have a memory like an elephant. I can accurately summon names, events, and dates from thin air. Nếu mà các bạn có trí nhớ tốt ấy, thì mình có thể nói như sau này. Tôi có trí nhớ tốt thiên bẩm luôn. Naturally, kiểu như là God gifted, ha, bẩm sinh luôn. Or innate là một cách diễn đạt theo kiểu bẩm sinh luôn. Tôi có khả năng bẩm sinh để nhớ những thứ. Cách diễn đạt tiếp theo là thành ngữ. Tôi có trí nhớ giống như con voi. Và mình biết là con voi là một loài động vật rất là thông minh, tức là mình có trí nhớ rất là tốt. Cách diễn đạt cuối cùng mình có từ vựng là summon. Tôi có thể gợi nhớ, nhắc nhớ hay nhớ lại chính xác tên sự kiện hoặc những ngày tháng trong chốc lát. In case you have bad memory, you could say, trường hợp mà mình có trí nhớ không tốt, chúng ta có những cách diễn đạt như sau. I have a terrible memory. Thay cho từ bad, mình dùng từ terrible theo hướng nhấn mạnh. Tôi có trí nhớ rất là tệ. I have a very short memory. Tôi có trí nhớ rất là ngắn hạn. Or an idiom theo dạng thành ngữ. I have a memory like a sieve. Tôi có trí nhớ giống như cái rây vậy. Sieve là một cái rây dụng cụ làm việc, dụng cụ nấu bếp. Sieve, vậy là khi cái gì đó mà đi qua cái rây thì nó sẽ đi, nó sẽ bị lọc qua, tức là nó không giữ lại được ha. Tức là tôi có trí nhớ rất là kém. I'm terrible at memorizing things. I'm good at, I'm bad at, I'm terrible at. Tôi giỏi hoặc là tôi dở về cái gì đó. My mind goes blank. Trí nhớ của tôi trống trơn, tức là tôi không nhớ được. Or be absent-minded. Một tính từ hay có nghĩa là tôi bị đãng trí. Be forgetful. Hay quên. I don't have the slightest idea about. Tôi không nhớ, tôi không có một khái niệm gì về. It slipped my mind. Slip là hành động trượt. Nó trượt qua trong đầu của tôi rồi, tức là tôi không nhớ lại được. Next. Some synonyms of to memorize. Một vài cách diễn đạt đồng nghĩa cho động từ memorize, nhớ, động từ nhớ. Đầu tiên, to remind somebody of something. Make somebody think of something or somebody else. Nhắc nhớ hoặc gợi nhớ. For example, your hair and eyes remind me of your mother. Tóc và mắt của bạn gợi tôi nhớ về mẹ của bạn. To summon something, to remember or imagine something. Nhớ ra, hình dung ra điều gì đó. For example, some people do appear to have a naturally good memory and can accurately summon names, events, and dates from thin air. Một vài người dường như có trí nhớ thiên bẩm. Họ có thể gợi nhớ chính xác tên sự kiện và ngày tháng trong chốc lát. To recollect something, to remember something. Nhớ lại cái gì, điều gì đó. As far as I can recollect, his name is Edward. Nếu như tôi nhớ thì tên anh ấy là Edward. Now let's move on to the questions and sample answers. Nào chúng ta cùng chuyển sang câu hỏi và phần đáp án mẫu. The first question: Why do some people have good memory while others just don't? Tại sao một vài người lại có trí nhớ tốt trong khi những người khác lại không? And here's my sample answer. It's a very complex question. I would say different people have an aptitude for different things.
Some people do appear to have a naturally good memory and can accurately summon names, events, and dates from thin air, but find themselves absent-minded in other aspects. For example, a person might be good at memorizing numbers, mathematical equations, and other logical things, but terrible at recollecting paintings or other artistic objects. That said, I think proper training will be able to make our memory function better. And come to think of it, some people have a memory like a sieve because they suffer from some brain damage or diseases. Rồi cô sẽ dịch đại khái lại câu trả lời như sau. Và phân tích chiến thuật luôn ha. Chiến thuật mà chúng ta thường dùng trong phần speaking part 1 đó là chiến thuật area. Mình đọc các chữ cái đầu tiên ha. A is for answer, R is for reason, E is for example, and the second A is for alternative. Đầu tiên trả lời câu hỏi trực tiếp, đưa lý do, cho ví dụ chi tiết, và mình đưa ra một thông tin thay thế, tức là theo kiểu nhượng bộ, nếu không như thế thì sao, hoặc là mình có thể mở rộng thêm một ý tưởng khác ở cuối dưới đây. Thì mình sẽ đi theo 4 bước như thế. Trong câu hỏi này cô có một câu để mà buy time, kéo dài thời gian một chút xíu. Thường mình sẽ áp dụng cho những câu hỏi khó và cần chút thời gian để suy nghĩ ha. Đó là câu này. It's a very complex question. Đây là câu hỏi rất là phức tạp ha. Rồi câu trả lời trực tiếp đó là gì? Tôi nghĩ rằng là mọi người thì đều có năng khiếu cho những thứ khác nhau. Rồi sau đó tiếp theo lý do, reason. Một vài người có vẻ như là có trí nhớ rất là tốt và có thể nhớ chính xác tên sự kiện ha, nhưng lại thấy là họ rất là đãng trí trong những cái lĩnh vực khác. Rồi sau đó mình cho ví dụ. Ví dụ như một người có thể rất là giỏi về nhớ số nè, rồi nhớ những cái phương trình hóa toán học hoặc là những thứ mà về logic, nhưng lại rất là dở về việc là nhớ về những cái bức tranh hoặc là những thứ về nghệ thuật. Rồi đó là ví dụ. Và cuối cùng mình cho alternative. Mình cho một thông tin khác thay thế khác. Tuy nói vậy, that said, or having said that, or mind you, đó là một vài cách diễn đạt ha, như kiểu however. Tuy nói vậy, tuy vậy mà tôi nghĩ proper training, nếu được đào tạo một cách phù hợp, việc đào tạo phù hợp thì có thể khiến cho trí nhớ của chúng ta hoạt động tốt hơn. Và ý cuối cùng là chúng ta mở rộng, có thể bỏ câu này. Và nghĩ tới điều này nữa thì tôi lại thấy là một vài người có trí nhớ giống như là cái rây vậy, tức là có trí nhớ rất là kém bởi vì họ chịu những tổn thương về não hoặc là bị bệnh nào đó. Thì đó là những cái lý do mình đưa ra. Lý do chính đó là gì? Có người giỏi về cái này, có người giỏi về cái khác, có người giỏi về nhớ những thứ logic, nhưng có người giỏi những thứ về nghệ thuật ha. Nói chung là nếu mà được luyện tập đầy đủ thì có thể giúp họ trí nhớ tốt hơn. Một vài người có trí nhớ không tốt có thể là do họ bị trải qua những cái vấn đề về tổn thương não hoặc là bệnh nào đó. Thì đó là nhìn chung nội dung của câu trả lời này. Về chiến thuật cho câu trả lời đầu tiên thì cô dùng chiến thuật đó là expand vocabulary and use synonyms. Cô mở rộng từ vựng và sử dụng nhiều từ đồng nghĩa. Ví dụ chúng ta có have good memory. Ha, trong đề bài sử dụng là có trí nhớ tốt, chúng ta đưa về have a natural good memory. Rồi, còn có trí nhớ không tốt, have others just don't, tức là have a memory like a sieve, or absent-minded, có đáng trí hoặc là có trí nhớ không tốt. Dưới đây là một vài từ vựng chúng ta có thể ôn tập và thực hành cho những đề tài khác. Have an aptitude for something, have a natural ability or skill. Aptitude có nghĩa là năng khiếu, có năng khiếu về việc gì đó. For example, he has an aptitude for sports. Anh ấy có năng khiếu về thể thao. Synonyms, have a talent for, or have a knack for something. Có năng khiếu, có tài năng về điều gì đó. Summon, to remember or imagine something. Nhớ lại điều gì đó. For example, I can't summon the price of this phone. Tôi không nhớ được cái giá của cái điện thoại này. Be absent-minded, likely to forget things. Khi mình bị đáng trí, tức là mình không nhớ được cái điều gì đó. I'm a bit absent-minded. I tend to leave the door open now and again. Tôi rất là đáng trí. Tôi thỉnh thoảng để cửa mở.
Now and again là thỉnh thoảng. Recollect. Recollect to remember something. Nhớ lại điều gì? Have a memory like a sieve. An idiom. Có trí nhớ giống như cái rây là hình bên dưới. To be exceptionally forgetful and absent-minded. Rất là hay quên, hay đáng trí. I need to start getting more sleep at night because lately I've had a memory like a sieve. Tôi cần ngủ nhiều hơn vào buổi tối bởi vì gần đây tôi có trí nhớ giống như cái rây vậy, tức là nhớ không tốt. Now let's carry on. The second question. Why do more people rely on cell phones to memorize things? Tại sao ngày càng nhiều người lại phụ thuộc vào điện thoại di động để có thể nhớ được những thứ? And here's my sample answer. In a digital age, it would be a big loss if people didn't use high-tech devices to assist them to recollect important things. What I meant to say is, the applications on the smartphones are quite instrumental and very helpful. We can type some memos and then set an alarm to remind us of what to do and when to do. On top of that, it's so time-saving and energy-saving. We don't have to memorize too many trivial things with our brain. Và câu này cô phân tích về chiến thuật và dự báo như sau. Chiến thuật đây cô dùng theo chiến thuật đưa hai lý do. Và ứng với mỗi lý do thì chúng ta sẽ đưa ra một lời giải thích hoặc ví dụ minh họa. Rồi, câu trả lời đầu tiên đó là một câu trả lời chung chung. Và đối với câu hỏi này cô cũng áp dụng cái chiến thuật trong đây đó là very grammar structures. Đa dạng cấu trúc ngữ pháp, cụ thể là sử dụng if loại 2. Trong cái thời đại công nghệ số, in the digital age, nó sẽ là một sự tổn thất lớn, một sự mất mát lớn nếu mà người ta không dùng những thiết bị công nghệ cao để hỗ trợ họ cho việc nhớ những thứ quan trọng. Như vậy, it would be, và if people didn't, thì đó là if loại 2 ha. Tiếp theo chúng ta paraphrase từ cell phones thành từ high tech devices, các thiết bị công nghệ cao. Rồi hỗ trợ hay giúp ha, assist them to recollect, thay thế cho từ memorize, nhớ. What I meant to say is, cái điều mà tôi đang cố gắng nói, cái ý mà tôi muốn nói ở đây đó là ha, mình sử dụng now clause, mệnh đề danh từ cũng là một cụm để chúng ta giải thích. Đó là hey, what I meant to say is, cái ý mà tôi muốn nói ở đây đó là gì? Những cái ứng dụng trên điện thoại thông minh smartphones, mình paraphrase cho từ cell phones, thì rất là quan trọng, instrumental, quan trọng và rất là hữu ích. Và sau đó này, lý do thứ nhất là nó rất là quan trọng và rất là hữu ích, và mình giải thích ra, câu này là câu giải thích. Chúng ta có thể đánh máy những cái thông điệp, những cái messages theo kiểu thông điệp như thế, và đặt đồng hồ thôi, hẹn giờ để nhắc nhở chúng ta là chúng ta phải làm gì và làm khi nào. On top of that, hơn thế nữa. Và lý do thứ hai đó là nó tiết kiệm thời gian và tiết kiệm năng lượng của mình. Bởi vì mình không có phải cố gắng để mà nhớ những thứ nhỏ nhặt với bộ não của mình. Trivial là những thứ nhỏ nhặt, những thứ không quan trọng. Vậy formula thứ hai các bạn có thể áp dụng trong phần speaking part 1. Đó là đưa ra hai lý do và giải thích cho hai lý do đó. Tiếp theo chúng ta sẽ đến một vài cách diễn đạt hay có sử dụng trong câu đáp án mẫu này ha. Instrumental, important, tính từ, quan trọng. For example, robots have proved instrumental in space exploration. Robot được chứng minh là rất là quan trọng, rất là cần thiết trong việc nghiên cứu, thám hiểm không gian ha. Memo, a message or other information in writing, một thông điệp ha, hoặc là một tin nhắn ở dạng viết. He handed me a typewritten written memo. Anh ấy đã gửi cho tôi bằng tay ha, đưa tay cho tôi, tức là truyền cho tôi một cái mẫu thông điệp viết được đánh máy. Time saving, reducing the amount of time needed for doing something, tiết kiệm thời gian. For example, washing machines and vacuum cleaners are time saving devices. Máy giặt cũng như là máy hút bụi là những cái thiết bị tiết kiệm thời gian. Trivial, having little value or importance, ít giá trị, ít quan trọng, những thứ vặt nhỏ nhặt ha. I don't know why he gets so upset about something so trivial. Tôi không hiểu tại sao anh ấy lại quá thất vọng, quá buồn chán về những thứ mà không quan trọng như thế, những thứ nhỏ nhặt như thế. Question number 3.
Are you good at memorizing things? Bạn có giỏi về việc nhớ những thứ không? Well, I really don't know. I think it really depends on the kinds of thing we are talking about. When it comes to the things that I have a lot interest in, or it happens in a daily routine, I think I can remember those things quite clearly. For example, things like the plot of my favorite movies or the stories that my friends told me. However, talking about academic things like historical events or vocabularies, I'll be really forgetful or absent-minded. Đối với câu này thì cô sử dụng chiến thuật thứ ba. It depends. Nó tùy thuộc vào tình huống. Sau đó mình đưa ra tình huống thứ nhất và giải thích. Tình huống thứ hai và giải thích. Ha, situation number one, explain or an example. Situation number two, explain or example. Tôi thực sự không biết. Mình có thể chêm vào một vài cách diễn đạt như thế này. Nghe rất là tự nhiên ha. I really don't know. Tôi thực sự không biết là tôi có giỏi hay không. Tôi nghĩ là tùy vào cái thứ mà chúng ta đang nói về. When it comes to, đây là một liên kết từ ha. Khi nói tới những thứ ha, mà tôi rất là thích thú, I have a lot interest in, hoặc là những thứ mà xảy ra hàng ngày, thì tôi nghĩ là tôi có thể nhớ chúng rất là rõ. Ví dụ, sau đó mình ví dụ ra cái trường hợp thứ nhất ha. Ví dụ như là nội dung của một bộ phim tôi ưa thích này, hay là câu chuyện mà bạn tôi có kể cho tôi này, đó là tôi nhớ rất là tốt. However, talking about, một liên kết từ khác khi mình đưa ra trường hợp thứ hai. Tuy nhiên, khi nói về academic things, những thứ học thuộc, ví dụ như sự kiện lịch sử hay là từ vựng, thì tôi rất là hay quên. I'll be really forgetful. Vậy từ vựng chúng ta học trong đây đó là gì? Have an interest in something. Có cảm giác thích thú về điều gì đó. I've always had an interest in astronomy. Tôi lúc nào cũng quan tâm tới thiên văn học. Be forgetful. Often forgetting things, tức là hay quên. She's getting very forgetful in her old age. Cô ấy trở nên rất là hay quên ở tuổi già. Question number four. Have you ever forgotten something that was important? Bạn đã từng quên những thứ mà quan trọng chưa? Ha, thì đây là một câu hỏi ở dạng thì hiện tại hoàn thành. Để trả lời câu này, chúng ta cũng nên đa dạng theo dạng thì như thế. Nói về trải nghiệm, mình đã từng có hay chưa? Và khi kể về trải nghiệm đó nên có ví dụ cụ thể ở trong quá khứ ha. Here's my sample answer. Yeah, of course. There are several times I've clean forgotten my beloved one's birthdays. I guess it's because I had a lot on my plate, so such trivial things as birthdays just slipped my mind. Last year, I missed my mother's birthday, which was 3 days earlier than Vietnamese Women's Day. Not until it had been Vietnamese Woman's Day did I realize I let my mother down. To make it up to her, I treated her a nice meal and apologized to her sincerely. Và công thức trong bài này thì chúng ta sử dụng công thức cũ của câu trả lời thứ nhất, đó là area, trả lời trực tiếp, đưa lý do cho ví dụ. Và cái ý alternative là ý nhượng bộ, ý thay thế khác, chúng ta có thể bỏ qua cũng được. Và chiến thuật trong bài này thì cô sử dụng đa dạng về thì ha. Ví dụ mình có thì hiện tại hoàn thành, thì quá khứ đơn, đạo ngữ của not until, và thì quá khứ hoàn thành. Chúng ta cùng phân tích kỹ hơn trong câu trả lời mẫu dưới đây. Chắc chắn rồi, có một vài lần tôi quên bén luôn. Clean forgotten là tôi quên bén sinh nhật của những người mà tôi thường yêu. Tôi đoán điều này là bởi vì ha, mình nói về sự kiện trong quá khứ, tại sao mình quên, mình chia quá khứ đơn. Tôi có quá nhiều trên đĩa, tức là sao? Have a lot on my plate. Đây là cách diễn đạt theo hướng là I have a lot or excessive amount of things to do or deal with. Tôi có rất nhiều thứ cần phải làm, cần phải giải quyết. For example, I just have a lot on my plate right now. I'm finishing up my degree and doing this huge project for work. Tôi có rất là nhiều thứ phải giải quyết bây giờ. Tôi phải hoàn thành xong cái khóa học đào tạo của mình nè, cũng như là phải giải quyết cái dự án rất là to lớn, ha, dự án công việc rất là lớn. Rồi, vậy lý do ở đây đưa ra đó là gì? Tôi quá là bận bịu, ha, vì thế những thứ nhỏ nhặt như là sinh nhật là sẽ lướt qua đầu của tôi luôn, không nhớ được.
Slip my mind. Đây là diễn đạt it slipped my mind. Theo kiểu cụm từ thành ngữ như thế này ha. You forget it. Quên luôn. I'm sorry I forgot your birthday. It just slipped my mind. Tôi xin lỗi, tôi quên bén đi sinh nhật của bạn. Nó trượt qua trong đầu của tôi luôn ha. Rồi sau khi mà mình đưa ra lý do thì chúng ta tới câu giải thích nè. Last year, năm ngoái, tôi quên mất ha. I missed, tôi bỏ lỡ sinh nhật của mẹ tôi. Cái ngày sinh nhật của bà ấy là 3 ngày trước ngày phụ nữ Việt, ngày phụ nữ Việt Nam. Và không cho tới khi đến ngày phụ nữ Việt Nam thì tôi mới nhận ra là tôi đã let my mother down. Cũng diễn đạt này có nghĩa là gì ha? Let somebody down, to disappoint someone by not doing what you agreed to do. Là mà đó thất vọng vì những thứ mình đã hứa đồng ý làm ha. Tôi mới nhận ra là tôi đã làm mẹ tôi thất vọng rồi. To make it up to her cũng đây có nghĩa là to do something good for someone because you have done something bad to them in the past. Để đền bù cho bà ấy thì tôi đã đãi bà ấy một bữa ăn ngon cũng như là xin lỗi một cách chân thành. Vậy tóm lại, dưới đây bốn câu hỏi cô sử dụng ba cái chiến thuật mà mình hay dùng nhất trong phần speaking part 1. Chiến thuật thứ nhất là chiến thuật area, trả lời trực tiếp, đưa lý do, giải thích chi tiết, và nếu có thể mình thêm bước cuối cùng, đó là mình đưa thêm một cái thông tin nhượng bộ, nếu mặc dù vậy thì sao, hoặc là nếu không như vậy thì sao. Hoặc thậm chí ở chiếc ý cuối cùng các bạn cũng mở rộng ra một lý do thứ hai. Rồi chiến thuật thứ hai là gì? Đó là mình sẽ đưa ra hai lý do. Ứng với mỗi lý do chúng ta sẽ có một câu giải thích ha. Và chiến thuật thứ ba đó là It depends tùy vào tình huống. Tình huống thứ nhất thì sao? Tình huống thứ hai thì sao? And that's it for today's video. I hope you enjoy it. And don't forget to subscribe this channel if you find it useful. Goodbye and I'll see you next time.